Mirai tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Mirai là một cái tên không mấy xa lạ trong giới underground. Anh từng được biết tới với nickname báo trong nhóm EVB cùng với Young Age, một team khá mạnh của làng rap Việt. Là người Việt Nam chính gốc nhưng Mirai sang Mỹ khá sớm nên anh chàng có cách phát âm tiếng Việt không được rõ, nhưng điều này đã khiến cho chất giọng của anh trở nên đặc biệt, khác lạ hơn. Đồng thời, điều mà giới trẻ ngưỡng mộ Mirai chính là phong cách rap độc đáo và cách chơi chữ khéo léo ấn tượng. Đề tài mà Mirai mang vào trong các sản phẩm của mình chủ yếu phản ánh về hiện thực đời sống, những gì mà bản thân từng trải và những thói hư tật xấu của giới trẻ. Đánh dấu sự trưởng thành với album hoàn chỉnh Loser to Lover. Mở màn cho năm 2020, Mirai đã cho ra mắt ca khúc Do for Love tháng 2 và X Hate Me 2 tháng 7, kết hợp cùng giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Amy. Theo đó, đây là lần hợp tác thứ tư của bộ đôi tạo hit nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Không làm mọi người thất vọng, Do for Love thật sự đã chiếm được vị trí cao trên các trang nhạc số, đồng thời leo top 1 trending YouTube chỉ sau vài ngày phát hành. Thừa thắng xông lên, Mirai tiếp tục tung ra album Loser to Lover gồm 7 ca khúc. Thua cuộc, nào có sẽ trả, đừng đổ lỗi cho bọn trẻ, Do for Love, Con gái rượu, Dư tiền, Finale 3. Đặc biệt, với ca khúc Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ, Mirai đã lần đầu hợp tác với nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Theo như Mirai chia sẻ, album lần này được anh đầu tư vô cùng chỉn chu về cả chất lượng âm nhạc lẫn hình ảnh. Bên cạnh đó, việc tung ra một album hoàn chỉnh như thế này cũng cho thấy sự trưởng thành của Mirai sau nhiều năm ca hát. Cũng trong năm nay, Mirai và Amy đã nhận được đề cử cho hai hạng mục MV của năm và bài hát của năm tại giải cống hiến lần thứ 15. Dù không đoạt giải nhưng việc sản phẩm âm nhạc của Mirai xuất hiện trong danh sách đề cử cũng phần nào cho thấy những nỗ lực của anh đang dần được khán giả công nhận. Hành trình sự nghiệp của Mirai. Từ những năm 13-14 tuổi, Mirai đã bắt đầu tiếp cận với nhạc rap bằng cách tự mày mò tìm hiểu và tập sáng tác bằng tiếng Anh rồi đăng lên mạng. Tuy nhiên, do sự bất đồng về ngôn ngữ nên các sáng tác của anh hầu hết đều chưa nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Phong cách âm nhạc của Mirai lúc ban đầu rất ngông cuồng, thế nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi kể từ khi anh có con. Từ một anh chàng trút hết phiền muộn vào bài hát, nói lên hết sự thật về cuộc sống của mình, Mirai đã trở nên điềm tĩnh và sáng tác những ca khúc lạc quan, tươi vui hơn như Dada Boom, Ca ốp 20, Way Back Home. Cậu nhóc bướng bỉnh ngày nào giờ cũng đã trưởng thành hơn. Con người trưởng thành sẽ kéo theo âm nhạc trưởng thành, Mirai hoàn thiện hơn khả năng kể chuyện qua ca từ. Kể từ đó, những sản phẩm mới mẻ mà người hâm mộ trước đó chưa bao giờ bắt gặp ở Mirai đã được cho ra đời. Sự trưởng thành của Mirai cũng được thể hiện qua sự nghiêm túc trong âm nhạc. Năm 2015, anh cho ra mắt album 14 bài hát phát hành trên mạng mang tên Việt Ai Người Nấy Lo. Trong khi với nhiều người, Mỹ chính là vùng đất tươi đẹp để thực hiện ước mơ, thì Mirai lại khá liều lĩnh khi quyết định từ bỏ mọi thứ mình đang có để trở về Việt Nam. Trong tay chỉ là những bài hát được lan truyền trên mạng và không có bất cứ một kế hoạch cụ thể nào. May mắn là khi trở về, anh đã có cơ hội gặp gỡ Masu và sau đó là Đạt G. Những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng bộ ba vẫn vô cùng hợp dơ và cùng nhau bắt tay thực hiện những ca khúc như Xin và Thương Nhiều Hơn Nói. Năm 2018 có thể được xem là một bước chuyển mình đầy mạnh mẽ của Mirai trên con đường âm nhạc. Nếu những ca khúc trước đó của Mirai đều chỉ được phát hành dưới dạng audio, thì đâu đó là ca khúc đầu tiên của Mirai được thực hiện chỉn chu về mặt hình ảnh. Sau đâu đó, Mirai tiếp tục cho ra mắt ca khúc Con Trai Cưng hợp tác cùng producer Masu. Ca khúc này đã giúp anh chính thức có bản hit đầu tiên, lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc và còn trụ vững trong nhiều tuần liền. Sau đó, Mirai tiếp tục tung ra MV Con Trai Cưng với sự góp mặt của KICM và thu về hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Có thể nói, thành công của Con Trai Cưng đã đưa tên tuổi của Mirai bước sang một trang mới. Từ một rapper vô danh, Mirai bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý của khán giả và những lời mời đi diễn từ các bầu show. Đặc biệt đây cũng chính là chiếc chìa khóa giúp mở ra một cánh cửa mới cho Mirai trên hành trình chinh phục trái tim khán giả. Sau Masu và Đạt G thì Amy chính là cái tên tiếp theo gắn liền với sự thành công của Mirai. Cụ thể, trong một lần tìm kiếm giọng hát nữ để kết hợp trong ca khúc mới, nhưng sau khi nghe qua 8 giọng vocal vẫn chưa tìm ra được ai ưng ý, Mirai và Masu lại được giới thiệu Amy. Lúc này Mirai chỉ biết đến Amy với những thông tin cơ bản như thành viên nhóm SD319, từng góp mặt trong MV Hồng Kông 1, chất giọng dễ thương và khuôn mặt xinh xắn. Dù vậy nhưng Mirai vẫn quyết định hợp tác cùng Amy và kết quả là cả hai đã đạt được thành công ngoài mong đợi với ca khúc X Hate Me.
Ca khúc này do chính B-Ray sáng tác và lấy cảm hứng từ người yêu cũ. Điểm đặc biệt trong bản hit này chính là khi xem nội dung, khán giả sẽ thấy sau chia tay, người trong cuộc không hề oán hận nhau mà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí, chàng trai còn gửi lời chúc mừng đến đám cưới của người yêu cũ. Nhưng nếu để ý kỹ, thì những ca từ trong bài đều mang hàm ý như đá xéo và mỉa mai. Trong những giây phút cuối cùng của MV, một cái kết bất ngờ và thú vị được mở ra. Ca khúc ngay khi ra mắt đã thổi một làn gió mới mẻ vào thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ. Thậm chí ca khúc cũng đã giúp cho B-Ray và Amy đánh gục mượn rượu tỏ tình của Big Daddy và Emily khi leo lên top 1 trending YouTube và đạt 21 triệu view chỉ sau 12 ngày ra mắt. Sau một năm, B-Ray và Amy tiếp tục tung ra version 2 cho ca khúc X Hate Me và thu về hàng chục triệu view trên YouTube. Thời tới cản không kịp, B-Ray và Amy tiếp tục hợp tác cùng nhau trong ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế. Đặc biệt, đây còn là ca khúc debut của Amy và B-Ray chỉ tham gia góp giọng. Dù vị trí có sự thay đổi nhưng chỉ cần là tổ hợp B-Ray và Amy cũng đã đủ để ca khúc nhanh chóng leo lên top 1 các bảng xếp hạng âm nhạc. Thậm chí, vào thời điểm ca khúc ra mắt, dù đi đến bất cứ đâu cũng có thể nghe được những giai điệu ngọt ngào từ ca từ Anh Nhà Ở Đâu Thế vang lên, cho thấy sức ảnh hưởng và mức độ phổ biến của cặp đôi này đang ngày càng trở nên rộng rãi. Chưa dừng lại ở đó, B-Ray và Amy tiếp tục hợp tác với nhau trong ca khúc Đen Đá Không Đường. Trong ca khúc này, tuy B-Ray chỉ hát duy nhất một câu, nhưng anh cũng đã tham gia diễn xuất cùng Amy. Sau ba sản phẩm kết hợp cùng nhau đều tạo được tiếng vang, lại thêm những tương tác ngọt ngào trong MV Đen Đá Không Đường, B-Ray và Amy nhanh chóng trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt liệt đẩy thuyền. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng xác nhận rằng mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chỉ như là anh trai em gái mà thôi. B-Ray và những ồn ào khiến lượng anti-fan tăng lên chóng mặt. Phần lớn tính cách cũng như phong cách rap của B-Ray là do ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ, một nơi mà rap vừa là một cộng đồng, vừa là một cuộc cạnh tranh. Thế nên anh không tránh khỏi việc bị nhiều người ghét và việc chuyện rap diss đã trở thành một đặc trưng khi nhắc đến B-Ray. Với những ai theo dõi B-Ray, có lẽ sẽ không còn lạ gì với những màn rap diss đầy căng thẳng giữa anh chàng và một số rapper trong giới như Rizmatic, Binzy, Rich Choi, Blackha. Cũng chính vì tính cách có phần ngông và không ngại đụng chạm của mình mà lượng anti-fan của B-Ray cũng tăng lên ngày càng đông đảo. Đa số anti-fan của B-Ray đều là người hâm mộ của những rapper từng bị B-Ray rap diss. Đặc biệt anh chàng còn bị Sky, cộng đồng hâm mộ của Sơn Tùng MTP cho vào blacklist vì từng công khai đá xéo giọng ca có chắc yêu là đây. Sau những trận so găng nảy lửa, B-Ray giờ đã biết tiết chế hơn trong âm nhạc. Thay vì dùng những lời lẽ sâu cay nặng nề thì các ca khúc của B-Ray trong thời gian gần đây đã trở nên nhẹ nhàng và dễ cảm hơn nhưng vẫn không làm mất đi sự gay gắt vốn có. B-Ray với mong muốn một sự bùng nổ mạnh mẽ của rap. Sau khi gây tiếng vang với ca khúc X Hate Me, B-Ray cũng đã phần nào khiến mọi người có thêm một cái nhìn khác về rap Việt. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho giới underground nói riêng và khán giả yêu rap nói chung. Thông qua thành công này, B-Ray cũng cho biết underground đang được mọi người nhìn nhận một cách cởi mở hơn. Các bạn trong giới cũng dần thể hiện được bản thân và đến gần với công chúng hơn. Việc sở hữu lượng anti-fan đông đảo không đồng nghĩa với việc B-Ray không có người hâm mộ chân chính. Fan yêu anh bởi tinh thần nghiêm túc với nghề. Dù đó là những ca khúc được đem đi battle, B-Ray cũng phải trau chuốt hết sức có thể, bởi với anh, viết nhạc là phải hài lòng. Để có thể tung ra một sản phẩm chất lượng, B-Ray đã dành hết tâm huyết, thu âm nhiều lần để có được cái hoàn hảo nhất. Chính sự kiên trì ấy đã mài giũa nên một B-Ray với kỹ năng viết lời và trình bày flow mượt mà, mang màu sắc riêng và thật đẳng cấp.